Kính thưa quý vị, Houthi phóng thích 5 con tin ngoại quốc, tin từ Moscow, Oman. Nguồn tin chính thức từ phiến quân Houthi, Hoa Kỳ, Anh và Oman cho hay, hai công dân Hoa Kỳ, một người Anh và ba người Saudi Arabia bị phiến quân cầm tù nhiều tháng qua đã được phóng thích vào ngày Chủ nhật 20 tháng 9. Việc phóng thích này biểu lộ thiện chí của quân du kích Houthi trước các cuộc hội đàm giữa lực lượng Houthi và đặc phái viên Liên Hiệp Quốc tại Yemen để nhằm kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài 6 tháng qua. Các thước phim truyền hình cho thấy hai người đàn ông được cho là con tên người Hoa Kỳ được phóng thích đã được đại sứ Hoa Kỳ tại Oman đón tiếp khi họ đến Muscat. Một bản tin của đài truyền hình Oman cũng cho biết ba công dân Saudi Arabia và Anh Quốc bị giới chức thẩm quyền Houthis cầm giữ cũng đã được phóng thích và đã đến Muscat trong cùng một chuyến bay. Người ta tin rằng vẫn còn một con tin người Hoa Kỳ bị Houthis cầm tù cùng với nhiều viên chức chính phủ và các tổ chức làm việc với tư cách cá nhân cũng sẽ được phóng thích bộ ngoại giao anh xác nhận công dân người anh sẽ bay từ yemen đến oman và nói rằng các nhân viên tòa đại sứ đã gặp ông này trên phi cơ